Thông tin liên quan đến vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc, một phiên điều trần mới đây đã được tổ chức tại trung tâm giam giữ bà Yoo Sun-sil, bạn của Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà này đã không xuất hiện. Các nhà lập pháp của Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối trước việc bà Yoo Sun-sil, bạn của Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye, vắng mặt trong phiên điều trần được tổ chức mới đây. Phiên điều trần này được diễn ra ngay tại trung tâm giam giữ bà Choi tại Seoul. Trước đó, bà Choi đã nhiều lần từ chối yêu cầu xuất hiện tại Quốc hội để trả lời những câu hỏi về vai trò của mình trong vụ bê bối của Tổng thống Park Geun-hye. Cựu phụ tá Tổng thống, ông An Jong-byeom và Jong Ho-seong cũng đã được yêu cầu để tham dự phiên điều trần này, nhưng họ đều từ chối. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng lời khai của ba người trên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của tòa án. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã quyết định sẽ có cuộc gặp gỡ với những người này vào chiều ngày 26 tháng 12. Phía công tố viên nước này vẫn đang tiếp tục điều tra vụ scandal của Tổng thống. Theo đó, cáo buộc bà Park Geun-hye thông đồng với bạn mình là bà Choi Soon-sil gây áp lực lên các công ty lớn để các công ty này đóng góp tài chính cho các tổ chức phi chính phủ của bà Choi. Quốc hội Hàn Quốc trước đó đã bỏ phiếu luận tội bà Park và kiến nghị trút quyền bà này. Quyết định còn lại về chiếc ghế Tổng thống hiện đang nằm trong tay Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.